bạn già thăm nhau đó các bạn. Các bạn thấy không? Bạn già thăm nhau đó các bạn. Đây là một gia đình hạnh phúc, con cháu sum vầy thăm ngoại làm việc, động viên rất là lớn các bạn, động viên tinh thần rất là lớn các bạn. Bạn dành những tình cảm yêu thương cho người thân của mình khi còn có thể các bạn nhé. Cuộc đời rất là ngắn ngủi các bạn, tận dụng những giây phút gần gũi yêu thương bằng với nhau, những tình cảm yêu thương quý mến nhất, và có những cái hành động giúp đỡ thực tế thiết thực. Cơm chiều có một người bệnh và ở quê xuống chữa bệnh nha các bạn.
là đơn giản. Bà ăn chi đó bà? Thịt vịt hả? Khi nãy bà nó đem xuống cho bà nó hả? Cháo hả? Cháo vịt hả? Bạn già hay là bà con gì không? Khi nãy là bạn già hay là bà con gì không? À, em ruột hả? À, em ruột đi thăm bà đem đến món vịt. Vịt luộc, cháo vịt. Chắc là đi mua đem đến. Khoa đông y đa số là những người bệnh lớn tuổi, đau xương khớp, vai gáy, thần kinh, cổ, đầu. Con hiếu động dễ sợ, ở đâu cũng thế, ở nhà cũng như là đi khắp nơi, ở đâu cũng hiếu động. Đi đâu cũng nhớ cháu.